Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai, chúng ta giao lưu với anh Hồng Quân trong khu vườn của vườn cảnh Sơn Đông, trực thuộc Hội Sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này, chúng ta đến với một cây xanh này. Một cây xanh Nam Điền mà lá bây giờ đã cô vào quá nhỏ rồi, thân bệ gốc đã lên màu đỏ au. Và có những cái đoạn thân nó đã chùn đẹp thế nhỉ. Này mà tưới nước vào nó còn đỏ rực đấy, đỏ au lên đấy, cây quá già luôn, lá nhỏ này. Cái này anh có báo giá không anh ạ? Vâng, anh em chúng ta cứ giao lưu thì alo cho anh Hồng Quân nhé. Theo cái số điện thoại là 0987 599 969. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển tiếp một cây xanh dáng trực văn nhân đấy nữa. Cái kia nó có cái mầm thở nhỉ? Thôi mình không cắt, để cho nó tạo u. Cành rời đưa xuống rất sâu. Và bên này lại có một cây tử. Cành rơi này nó nằm ở ngay phía trước nhỉ. Tử đi lên lại rơi đi xuống. Tử thì đi lên mà rơi thì đi xuống. Mà cây tử cũng có hai cành rơi luôn. Cây tử cũng đã rất nghệ thuật đây nhá. Đấy, thế còn cái cành rơi của cây chính này. Đưa sâu đến một nửa thân cây để giảm bớt cái cảm tưởng chiều cao của cây, để cái khoảng thân nó không trống. Cái này ước chừng chiều cao nào anh? Dạ. Chiều cao. Cao lắm. Chắc phải tầm 2 mét, hơn 2 mét. Chiều cao cái này nó rơi vào 2 mét 2 à? Dạ. Vâng. Cái này anh có báo giá được không? Cứ báo qua điện thoại chú ạ. Báo qua điện thoại nhá. Được rồi, anh đến tôi xin anh kiểu ảnh cây này. Xong rồi. Và di chuyển tiếp đến cây xanh bên này anh. À,
các bạn mà đến trực tiếp vườn anh Hồng Quân thì được thưởng thức và lựa chọn rất nhiều. Và cũng không phải là chỉ có xanh không nhá. Thì nữa tôi sẽ quay cây cũng rất là phong phú chủng loại đấy. Như cuốn video trước chúng ta đã xem là những cây sung hoa giấy. Rồi sau tí nữa là có những cây ví dụ như ổi, lộc vừng, dâm bụt. Những cây như là cây sộp. Nhìn dáng cũng rất là đẹp. Và một cây xanh trước mặt chúng ta, anh để trên cái chậu này kích thước bao nhiêu ấy? Đo kích thước chậu là đoán được kích thước cây, bởi vì rễ của nó gần như kín mặt rồi. 1 mét. Một bề 1 mét. Một bề chắc 80. Và chậu đắp tay đúng không anh? Vâng, đúng rồi, chậu đắp tay. Chậu đẹp phết đấy. Chậu chữ nhật 1m80 này. Với cái form cây cũng vừa khéo. Cái chậu này vừa cô lại vừa đẹp. Và chất xanh lá rất nhỏ. Đẹp quá nhỉ, bóng cây rất tuyệt vời này. Đấy, tôi chụp nhá. Cây xanh này anh giao lưu đó, chắc là gọi điện đến hả? Vâng, giao lưu qua số điện thoại cho vâng. Chuyện cho nó dễ. Rồi, ok. Quá đẹp. Tiếp nhá, tiếp được cây khác đi. Cây xanh này à? Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến một cây xanh bám đá nữa. Đây là một cây xanh mà ôm trọn một viên đá để tạo thêm một cái bệ. Trong cái phần mà ôm đá này nâng lên được cái dáng của cây cũng khá đẹp. Già quá, vàng óng hết rồi. Tuyệt vời đấy. Một viên đá thôi. Cây xanh nhìn tròn trịa. Cây nào mà báo giá được thì anh bảo nhá. Để tôi hỏi nhá. Thì tự anh nói nhá, còn tôi không hỏi đâu. Tôi hỏi anh cứ bảo báo giá qua điện thoại, nó trở thành cái nhịp điệu nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá. Nó không hấp dẫn. Cứ
những cây nào anh báo giá được anh nói luôn, và cây này cháu giao lưu tại vườn giá như thế này nhá. Vâng, di chuyển tiếp đi anh ơi. Đến cây nào khác, cây xanh một chút đi. Cây dâm bụt kìa. Vâng. Một cây dâm bụt dáng cũng khá cao này. Đang rực rỡ hoa nhá. Dâm bụt này là dâm bụt kép này. Dâm bụt kép. Màu hồng. Cao quá. Khoảng độ bao nhiêu mét? Chắc phải tầm khoảng 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Vâng. Lá màu tía. Và cây si bên cạnh của anh à? Vâng. Chúng ta chuyển đến cây si luôn này. Và cây si này mà giao dịch giá bao nhiêu anh? Cái này cháu giao lưu tại vườn là 10 triệu rồi. Giá 10 triệu. Vâng. Và quàng cái trên cái bệ một tí này. Ở đấy chỗ đấy. Chỗ trung bình. Rồi. 58. 58. Cái chậu này đường kính bao nhiêu? Chậu này đường kính là đâu 40, 45. Đường kính 45. Thế thì cây này chắc cao 80 phần. Cao này 75. 75 phần. Rồi, giá 10 triệu. Ok. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Hồng Quân để chúng ta tiện việc giao dịch này. À, tôi chuyển đến một cây đơn này đơn vàng đúng không? Đơn vàng, đơn cái đơn, đơn đỏ này. Đơn đỏ à? À kia cái lộc đỏ kia rồi. Cây đơn thân một mà bệ gốc đẹp quá nhỉ. À, cái điểm thoát thân cũng được khoảng độ 30 cm, rất hay. Thoát thân đúng 30. Đúng 30 phải không? Rất hay nhỉ. Và chậu sẵn chơi rồi. Tán rất tròn. Đấy, các bác lấy hình ảnh từ xa đây. Cây đơn đỏ. Anh đo được cái vanh thân không? Xem nó bao nhiêu? 23 phân. Vâng, vanh 23 ở vị trí đo. Cái này báo giá nhá. Giao lưu giá bao nhiêu anh? 8 triệu chú ạ. Giá 8 triệu. Được. Hợp lý. Được đấy. Vâng, nói về mẫu đơn. Anh Hồng Quân còn có cái mẫu đơn khóm bên này. Là cây những cây mẫu đơn đỏ. Khóm cũng khá lớn đây. Đấy, chúng ta nhìn cả cây này.
trắng tinh ấy. Đây là tùng kim cương à? Tùng kim cương như vậy. Tùng kim cương giống, thôi bỏ nốt cái chậu đấy thôi. Thế thôi, không cần bỏ nhiều. Tùng kim cương giống. Anh gieo từ hạt à? Đâu, cháu mua giống như vậy. À, mua cây con người ta cắm cành nhá. Vâng ạ. À không, người ta gieo dâm từ hạt đấy. Dâm này. Người ta dâm từ hạt đấy. Vâng. Một cây con này giá bao nhiêu anh? Đây, cháu mua năm ngoái là đã là 15.000 một cây nhỏ. Và khóm mẫu đơn đỏ quàng hết cái gốc này bao nhiêu, cái bụi này bao nhiêu? Đây, còn cái này chú nhé. Không, tất cả, tất cả cho chỗ to nhất đấy. 170 khá già rồi. Giao dịch cây này giá bao nhiêu anh Quân? Cái này cháu giao lưu tại vườn là giá 30 triệu rồi ạ. Giá 30 triệu. Được rồi. Cây chuối này của anh à? Vâng, cây chuối. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây chuối. Trồng dáng rất là nghịch đây. Cái củ phía dưới này các bác nhìn có thích không? Đấy. Cơi lên nổi bệ. Lấy rễ chống lên này, nâng được cái củ lên này. Bên này là cây tử nhá. Và bên này là cây chính. Nói chung là có hai cây tử. Đây là cây tử dưới củ này. Đấy. Thấp hơn rồi. Vậy cây này nếu đưa lên song song với thân chính này là ngang tầm thì là để tránh cho cái khoảng cách của thân cây nó trống. Cây này năm vừa rồi có quả chưa? Nó có nhiều hoa lắm chứ. Đây bây giờ vẫn hoa đây này. Quả nó cũng ra rồi, ít rồi. À, đây hoa. Đây đây đây, được rồi, hoa đây. Rồi. Cây này thì giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này rẻ, có 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Vâng, đồ chơi cây chuối. Các bác nào yêu thích thì bê về nhá. À, bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Buổi sáng hôm nay sẽ quay trọn vẹn số cây của anh Hồng Quân đến từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội.